Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình xử lý sự cố bơm nước giải nhiệt lỗi dòng làm việc thấp do tắc ly lọc. Bước 1, ta tiến hành chuẩn bị dụng cụ. Bước 2, ta treo biển bảo dưỡng. Bước 3, khóa van nước cấp vào ly lọc. Nguyên nhân: trong lúc đi kiểm tra đo dòng bơm giải nhiệt, ta thấy dòng làm việc của các pha thấp dưới 40A. Ta xác định nguyên nhân do lưới lọc của y lọc có cặn bẩn bám vào lưới lọc, dẫn đến hạn chế dòng chảy, nên dòng làm việc của bơm giải nhiệt thấp. Cách khắc phục: vệ sinh lưới lọc của y lọc. Bước 4, tháo nắp y lọc ra. Bước 5, lấy lưới lọc và vệ sinh sạch sẽ lưới lọc. Tiếp theo ta tiến hành vệ sinh y lọc và bơm mỡ vào ốc và bu lông, sau đó lắp lại lưới lọc và nắp của y lọc. Bước 6, lắp lại lưới lọc. Bước 7, lắp lại nắp y lọc. Bước 8, mở van nước cấp vào y lọc. Bước 9, kiểm tra chạy bơm nước giải nhiệt, ta thấy dòng làm việc của bơm giải nhiệt đạt trên 40A là đạt yêu cầu. Như vậy, quá trình xử lý sự cố bơm nước giải nhiệt lỗi dòng làm việc thấp do tắc y lọc hoàn thành. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn quy trình xử lý sự cố bơm nước giải nhiệt lỗi dòng làm việc thấp do tắc y lọc. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.